10 bài học truyền cảm hứng từ nhà sáng lập Google, Larry Page, sẽ thay đổi con đường kinh doanh của bạn. Ngày nay, trẻ em đều biết dùng Google trước khi biết đi, và các cáo buộc này phần lớn đều nhắm vào Larry Page, cựu CEO của Google, công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và ông là một trong những doanh nhân có tầm nhìn vĩ đại nhất của thời đại. Larry Page, người đàn ông nắm lấy giấc mơ của mình và biến chúng thành hiện thực. Tên tuổi của ông không phổ cập như Mark Zuckerberg, Bill Gates hay Steve Jobs, nhưng cùng với họ, ông đã cách mạng hóa hoàn toàn Internet. Dưới đây là 10 câu nói truyền cảm hứng nhất của ông từ những sự kiện nêu trên, và chúng thực sự là bài học về sự lạc quan dành cho những ai như bạn, những người khát khao nâng tầm kinh doanh của mình. Muốn trở nên xuất sắc nhất trong tất cả, bạn nên áp dụng bài học của Larry ngay bây giờ. 1. Bạn không cần một công ty với 100 người để có thể hiện thực hóa ý tưởng của mình. Bạn có biết đâu là điểm chung của 4 gã khổng lồ Google, Apple, Disney và Amazon? Tất cả bọn họ đều, chúng tôi sinh ra trong một tiệm sửa xe thiếu thốn nguồn lực, nhưng rồi giàu khát vọng, và đó chính xác là điều bạn cần để có thể kinh doanh hiệu quả. Đánh cược vào nó, tin tưởng vào ý tưởng của bạn và tiến lên bằng sự quyết tâm nhằm chinh phục mục tiêu, ngay cả khi bạn không có đủ nguồn lực cần thiết vào lúc đó. Hãy thử tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu như Larry Page, Steve Jobs, Walt Disney hay Jeff Bezos ngừng hiện thực hóa giấc mơ của mình chỉ vì họ không có một đội ngũ hùng mạnh chống lưng. May mắn thay cho chúng ta, và cho khoản lợi nhuận của họ, là họ đã không làm thế. Lời khuyên nhỏ, đừng để những cái cớ làm bạn mất tập trung khỏi mục tiêu. Điều đó tưởng chừng quá rõ ràng nhưng bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên đấy, khi có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra một khi bạn tin vào bản thân và những gì bạn làm. 2. Mục tiêu của chúng tôi đơn giản là chọn lấy một lượng khổng lồ thông tin và khiến nó dễ dàng truy cập và trở nên hữu ích. Và có vẻ như mục tiêu này đã đưa Google đi đúng hướng, phải không nhỉ? Một trong những bí mật thành công của CEO Google có thể tìm thấy trong câu nói sau. Ông ấy biết mình muốn đi đến đâu và một khi bạn biết nơi mình đến, bạn sẽ dễ dàng tới đó hơn rất nhiều. Lời khuyên nhỏ, hãy xác định mục tiêu của công ty bạn chỉ bằng một câu nói nhằm đảm bảo bạn thực sự hiểu bạn muốn làm gì. Nếu bạn không thể làm được điều này, thì có nghĩa mục tiêu của bạn không đủ rõ ràng. 3. Khi chúng tôi khởi động công cụ tìm kiếm, mọi người đều bảo chúng tôi rằng, này các chàng trai, nó sẽ thất bại thôi, hiện nay đã có 5 công cụ tìm kiếm rồi. Chúng tôi liền đáp, chúng tôi là một công ty sản xuất công cụ tìm kiếm, nhưng chúng tôi đang cố gắng tạo ra thứ gì đó khác biệt. Mấu chốt nằm ở chỗ, đối với mọi cuộc cạnh tranh mà bạn phải đương đầu trên thương trường, hãy cố gắng tìm kiếm thứ gì đó khiến bạn trở nên khác biệt so với số đông và biến nó thành giá trị độc đáo của bạn. Đừng quên rằng cạnh tranh vừa lành mạnh vừa cần thiết, bởi nếu không có nó, bạn sẽ không thể cải thiện hay đi lên. Học hỏi đối thủ và đừng mất cảnh giác với họ, nhưng hãy hành động nhanh chóng. Như vậy bạn sẽ luôn đi trước họ một bước. Lời khuyên nhỏ, thường xuyên tìm cách khiến mình trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh bằng cách cung cấp những sản phẩm mà họ không có và tạo nên hình ảnh thương hiệu của riêng mình. 4. Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và họ sẽ đền đáp cho doanh nghiệp bạn. Con người là tài sản quan trọng nhất đối với công ty bạn và bạn không được quên điều này. Nếu bạn đối xử với nhân viên bằng sự tôn trọng như đối xử với khách hàng và khách hàng tiềm năng, bạn sẽ nhìn thấy họ sẽ đối xử tương tự với công ty. Lời khuyên nhỏ, một mặt, hãy khen thưởng cống hiến của nhân viên khi cần, làm vậy sẽ gia tăng năng suất và khai thác triệt để nhân tài. Mặt khác, khiến công ty bạn theo đuổi niềm hạnh phúc cho khách hàng và họ sẽ rất dễ dàng trở thành đối tác cho bạn. 5. Nếu bạn đang muốn thay đổi thế giới, bạn đang làm nên những điều quan trọng. Nhằm hiệu quả doanh nghiệp bạn, bạn phải chắc chắn giải quyết các vấn đề và mang đến sự giúp đỡ. Đó là lý do vì sao, theo như Google CEO Larry Page từng nói, nếu bạn giúp đỡ mọi người, bạn đang làm rất đúng. Lời khuyên nhỏ, nghiên cứu xem làm thế nào doanh nghiệp của bạn có thể giúp đỡ con người thay vì nghĩ xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu bạn làm được như vậy, tiền rồi sẽ tự chảy vào túi bạn thôi. 6.
Một công ty trở thành một đại gia đình là điều quan trọng. Việc mọi người cảm thấy như họ là một phần của công ty và công ty như là nhà của họ. Hãy khiến mỗi nhân đều cảm thấy mình được đánh giá cao. Hãy học cách hiểu nhu cầu và những khó khăn của họ. Hãy quan tâm tới họ và khiến mỗi thành viên trong đội ngũ của bạn cảm tưởng như họ là một phần của công ty bạn. Bởi nếu ai cũng chỉ làm việc vì miếng cơm manh áo, bạn có thể sẽ leo lên được đỉnh cao chói lọi. Nhưng chỉ bằng làm việc theo nhóm nơi mà mọi người đều vui vẻ thì họ có thể sẽ đạt được nhiều điều phi thường. Lời khuyên nhỏ: hãy cố gắng dành một chút thời gian trong ngày đi làm nhằm tăng cường hoạt động nhóm và hình thành mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm của bạn. Làm như vậy giúp thắt chặt mối quan hệ và xây dựng tinh thần làm việc nhóm. Thí dụ, sắp xếp một buổi hoạt động nhóm ngoài trời nhằm tận hưởng các hoạt động ngoài trời hoặc tăng cường các hoạt động trong công ty để khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên nhóm khác. 7. Không nhất thiết phải đi học mới có thể khởi nghiệp. Tôi đã đọc hết cả một giá sách về kinh doanh và chúng về cơ bản là toàn bộ những gì tôi cần. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước số người đã gạt ước mơ khởi nghiệp sang một bên chỉ vì chưa từng được đào tạo qua trường lớp hoặc không có một tấm bằng đại học cụ thể. Các ông lớn, bà lớn trong giới tài phiệt đều có một điểm chung, dù họ có bằng đại học hay không, họ không bao giờ bỏ qua chuyện học hành và đều tự cải thiện bản thân ngay cả khi đó chỉ đơn giản là đọc sách. Nếu bạn muốn sở hữu một doanh nghiệp riêng, thì bạn chỉ cần chú trọng việc tự học. Thực tế, như Larry Page từng nói, sống, học tập, yêu thương là những điều quan trọng trong đời. Lời khuyên nhỏ: hãy dành ít phút mỗi ngày đọc sách hoặc thậm chí là các bài báo hỗ trợ chuyện kinh doanh của bạn, từ việc làm sao để kinh doanh thành công cho đến làm sao để cải thiện quá trình làm việc, làm sao để tìm ra nội dung tốt nhất cho người xem hay làm sao để lên chiến lược truyền thông của riêng mình. 8. Tôi hiểu mọi thứ tưởng chừng thật rối rắm, nhưng trong thực tế, đây là thời điểm tốt để bạn điên một chút trong đời. Hãy theo đuổi sự tò mò của bạn và mộng mơ về nó. Đừng bỏ rơi giấc mơ của bạn. Thế giới cần bạn. Điều này có thể được gói trọn trong một câu nói nổi tiếng khác của vị CEO của Google: khi một giấc mơ ra đời, hãy nắm lấy nó. Không gì có thể đem lại nhiều niềm hạnh phúc hơn là chinh phục mục tiêu và hiện thực hóa giấc mơ của bạn. Vì thế, hãy tin vào giấc mơ của bạn bởi chỉ chúng mới có thể nuôi dưỡng bạn suốt đời. Lời khuyên nhỏ: các doanh nghiệp lớn đều được xây dựng từ những khát vọng. Và vì thế, một lần nữa, hãy cho phép bản thân đánh cược hết mình vào những gì bạn tin tưởng. 9. Chúng tôi sẽ không thể tồn tại nếu con người không tin tưởng chúng tôi. Nhằm khiến mọi người, trong trường hợp này đó là các khán giả của bạn, tin tưởng ở bạn, bạn phải cố gắng giành lấy chúng. Tập trung vào nhu cầu của người xem, có mặt trên mạng xã hội ở những nơi là nhóm người xem mục tiêu của bạn có mặt và thực hiện các hoạt động đa dạng tập trung giành lấy niềm tin từ các khách hàng tiềm năng. Thí dụ như, đem đến cho họ nội dung có chất lượng hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Lời khuyên nhỏ: tại sao bạn không tạo một số loại hình chơi có thưởng hoặc cuộc thi trên mạng xã hội giúp bạn thu hút người xem và giữ khách hàng? Đây là một cách tuyệt vời nhằm khiến bạn nổi tiếng, tương tác với khách hàng và tăng cường lòng tin. 10. Câu nói nào có thể tổng quát hóa cách thay đổi thế giới? Luôn luôn làm thứ gì đó hào hứng đến khó chịu. Sự thoải mái là người bạn tồi tệ nhất đối với một doanh nhân. Vì thế, hãy tránh xa khỏi nó và cố gắng nỗ lực trong mọi công việc bạn đang làm và mọi mục tiêu bạn đang theo đuổi. Nếu bạn có thể khiến mỗi ngày làm việc đều hứng khởi và hồi hộp, thì chúng sẽ không còn là thứ cản trở bạn nữa. Lời khuyên nhỏ: đừng quá thoải mái và khi bạn chinh phục một mục tiêu, hãy ăn mừng. Nhưng phải nhanh chóng chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Mục tiêu là leo lên từng bước một, có thế, kinh doanh của bạn mới lớn dần và phát triển. Theo ebox.vn. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.